Warner Bros. Đã chính thức tung trailer đầu tiên của Buster Play. Is to serve. It's nothing without a master. Not. But it turns out I wasn't the only Damon Gotham looking for emancipation. Here's the deal, Quinn. We work together. With you. And they should be scared of. Boom! Not you! Not Miss. Sau teaser nhà hàng, được chiếu trước bộ phim Gã Hề Ma Quái 2 ngoài rạp cách đây ít lâu, ngày 1 tháng 10, hãng phim Warner Bros. Đã chính thức tung trailer đầu tiên của bộ phim riêng về Harley Quinn, cùng biệt đội nữ anh hùng DC với tiêu đề Buster Prey. Đây là bộ phim thứ 8 trong vũ trụ điện ảnh DC, và được xem như một phần ngoại truyện của biệt đội cảm tử năm 2016. Không rõ thời điểm chính xác, nhưng phim Buster Prey lấy bối cảnh sau khi Batman đã rời khỏi Gotham, bỏ lại thành phố bị các thế lực tội phạm hoành hành. Ngay từ đầu trailer, người hâm mộ đã biết sơ sơ tình trạng độc thân của Harley Quinn nổi tiếng. Chia tay Joker, cô không còn là bóng hồng đòi sống đòi chết lẽo đẽo bên cạnh hoàng tử hề giới tội phạm của Gotham, Harley quyết định khởi động chiến dịch làm mới bản thân và bắt đầu một hành trình mới. Và cuối cùng nàng đã tìm thấy những người tri kỷ mới, và nhập hội nữ siêu anh hùng thành phố Gotham lấy tên là Buster Prey. Trong Buster Prey lần này, Harley Quinn tái xuất trong phim mới với ngoại hình nóng bỏng, vũ khí trang bị tận răng và điên không kém phần phim trước. Nhưng lần này, cô nàng ngang tàn, lì lợm hơn, da dáng thù lĩnh hơn và bắt đầu biết khẳng định bản thân là kẻ lụy tình Joker, với hàng loạt câu thoại chất lừ. Phần phim này sẽ theo chân Harley Quinn, cùng hội chị em bạn gì thực hiện nhiệm vụ giải cứu cô bé Cassandra Cain, người mà theo nhiều bản truyện có thể sẽ trở thành Batgirl sau này, khỏi tay phản diện Black Mask. Buster Prey là nhóm nữ siêu anh hùng có tiếng lâu năm của vũ trụ DC, với những thành viên có xuất thân không hề tầm thường. Miss Quinn, she belongs to me. He's after all of us now. We should order pizza. Big Cosmos. Harley, focus. Okay. Who's having a good time? Get ready, ladies. Asian bitch. Bitch? What are you talking Hold about? That for me, will you? Black Canary, trong nhiều phiên bản truyện và hoạt hình khác nhau, đã từng sánh vai chiến đấu cùng các thành viên của Liên minh Công lý như Wonder Woman, The Flash, Aquaman hay Superman. Huntress, nữ anh hùng có quá khứ đầy bão tố, đồng thời có mối quan hệ phức tạp với Batman cũng như Liên minh Công lý. Lenny Maria Montoya, là cựu thanh tra, cảnh sát của thành phố Gotham, từng là một trong những cảnh sát hoạt động bí mật cùng Batman, được Buster Prey chiêu mộ. Bên cạnh đó, trailer cũng giới thiệu qua phản diện chính của phim, Black Mask. Hắn là một trong những tên tội phạm sừng sỏ nhất nhì Gotham, từng nhiều lần đối đầu với kỵ sĩ bóng đêm. Nhìn qua trailer và loạt hình ảnh nhà hàng của phim là, có thể thấy ngay phong cách và tinh thần đầy sắc màu rực rỡ mới mẻ, mà bộ phim thể hiện, không u sầu, não nề như Batman với Superman, cũng không chính kịch như Wonder Woman hay ở Aquaman. Buster Prey là một bộ phim hành động mang hơi hướng phản anh hùng bạo lực, đan xen yếu tố tưng tửng như chính cô nàng Harley Quinn vậy. No one gives two shits who we are beyond that. Spectacular news. You need me. You've got to be kidding me. Isn't this fun? It's just like the sleep. The J. Because I'm Harley freaking Quinn. Oh, you're that psycho chick. You never call a woman a chick. I'll accept broad lady woman. And on a cake. You know what a harlequin is? A harlequin's role. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. Who are you guys? None of us are walking out of here. Unless... Buster Prey dự kiến khởi chiếu vào mùng 7 tháng 2 năm 2020